Lại là mình Sima đây. Hôm nay bé Lâm nó sẽ có nhiệm vụ là bảo vệ tháp đồng hồ anh em ơi bằng cây MB40 của nó nha. Hình như là có địch đó Lâm ơi. Đúng, anh hai ở bên này nè anh hai ơi. À, dân chơi anh thủ bên kia đây rồi. Vãi, nồi đặt keo rồi. Từ từ anh hai ơi, đem nhảy xuống cái anh hai ơi. Ở trước mặt kìa Lâm ơi. À, đây rồi. Sao mà đỡ được. Vãi, nồi Tetsuya anh em ơi. À, thanh niên kia chạy rồi anh em à. Từ từ anh hai ơi. Mình thấy là trong game này mọi người ưa thích cái con nhân vật đó là Tetsuya anh em ơi. À, bây giờ em công qua cũng như là cô máu luôn Lâm ơi. Dạ anh hai ơi. Mình nghĩ là khả năng cao là thanh niên đó là còn ở đâu đây anh em à. Ui, MB40 nè. Ngon anh em ơi, có MB ơi. Vãi nồi đâu rồi. Mất tiêu luôn rồi anh hai ơi. Ê, à, kìa. Rồi, xong rồi tóm chuyện rồi. À, Tetsuya hả mày? Đây rồi. Này, thì Tetsuya này hết sọt luôn anh em ơi. Giờ quấn máu lên Lâm ơi. Dạ. Bây giờ mình nghĩ là bé Lâm vừa giao cho anh xong á anh em là hiện tại là thanh niên kia là hồi sinh được anh em ơi. Còn cái hồi sinh này vậy nồi thật sự bây giờ là trên bản đồ là còn 43 người anh em ơi. À, anh nghĩ là em nên lượm thêm một cái cây súng trường đấy thay thế cho cái cây shotgun anh em ơi. Ok thì tụi mình đó là sẽ bắn đến khi nào mà không còn địch ở tháp đồng hồ này và sau đó tụi mình sẽ đi chỗ khác cũng như bắn nha anh em ơi. Tức là tụi mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ là bảo vệ cái tháp đồng hồ nha. Em nghĩ thanh niên hồi nãy anh hai bị bắn gục chắc là xuống nữa anh hai ơi. Ok thanh niên này ốc rồi anh em ơi, nãy 35 giờ bắn nóc luôn rồi. Rồi bây giờ là bé Lâm đang có là 2 kill rồi nha anh em ơi. Không biết người hồi nãy có quay lại không nữa anh hai ơi. Mình nghĩ là khả năng cao là thanh niên mà lúc nãy bé Lâm bắn nóc đầu tiên anh em là sẽ quay trở lại cũng như là trả thù anh em ơi. Em nghĩ chắc dần vậy luôn anh hai. Thanh niên Lâm này mà kiểu không để ý là xác định là bể được cơm điện nữa chứ còn gì nữa à. Ok thì hiện tại là tháp đồng hồ mình thấy là cũng không còn ai anh em ơi. Em đang cũng chờ chúng định bắn luôn nha anh hai ơi. Tôi nghĩ lại bé Lâm là tìm kiếm hồi nãy giờ một buổi trời á tháp đồng hồ nhưng mà không còn ai nữa anh em ơi. Bây giờ là để tránh mà mất thời gian á, tụi mình sẽ lên cổng trời cũng như là kiếm địch bắn luôn nha. Ok bé Lâm là nó đang có là cây MB40 với lại là cây chim gỗ kiến anh em ơi. Ui tính ra là chim gỗ kiến mùa này hình như là mình thấy là giảm sức mạnh hay sao á anh em à, mình nhớ không nhầm là như thế ấy. Nhưng mà không sao anh em ơi, nói chung là có súng gì bắn súng đó là uy tín rồi anh em à. Ê có giao tranh rồi Lâm ơi. À thấy rồi anh hai ơi. À hình như trước mặt bé Lâm là đang có hai người đang giao tranh. Để hỏi quan sát luôn chứ mày. Đây rồi, hết sọt luôn. Gớm ghê ông nội. Hình như là còn một người Lâm ơi. Biết rồi anh hai ơi. Đây trước mặt bé Lâm này. Đang chỗ con cây nè anh hai ơi. Vãi nồi bắn lên đầu thì có 84 máu vậy. Mình thấy là cái cây chim vô kiến mùa này là bắn như nào anh em ơi, cực kỳ yếu luôn ấy. Đúng rồi anh hai ơi. Ok, anh nghĩ là em nên bắn là một thanh niên ở ở trên cục đá nè. Mình thấy là có một thanh niên là núp ở trên cục đá này anh em ơi. À, dân chơi này chắc là đang có ý định là đợi bé Lâm công lên bắn thanh niên kia rồi bắn lén anh em à. Hình như người ở cục đá nóc bộ anh hai ơi. Vãi nồi, thiệt không vậy? Thiệt mà anh hai. Đâu, từ từ anh xem nào. Ui vãi nồi, cái hồng xét ở sau cái bông keo anh em ơi. Tứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Chắc là mình nghĩ là thanh niên ở ở cục đá này nóc rồi anh em ơi. Ê, chứ mặt cơ Lâm ơi. À, thanh niên hồi nãy. Công lên luôn chứ còn đợi gì nữa. Từ từ anh hai ơi. Thanh niên Lâm này chắc là đang đợi người ta lẩm thính cũng như ke đầu anh em à. Nhưng mà thanh niên kia khá là tỉnh luôn anh em ơi. Công lên luôn, hãy hợp lý rồi anh em ơi. Đấy rồi. À, để xem là thanh niên kia còn lẩm thính không anh em ơi. Mình thấy là nó vừa lẩm thính xong ấy. Con xe nó chắc còn để đây nữa này. Em nghĩ là đằng sau thính này anh hai ơi. À, đu mất tiêu rồi. Ủa? Nhanh vậy. Trời ơi, chạy nó mất tiêu rồi anh em ơi. À, vãi nồi thật sự thanh niên kia giống như kiểu là đợt flash đó anh em ơi, chạy nhanh kinh khủng luôn ấy. Ok, bây giờ quay trở lại cổng trời Lâm ơi. Dạ. Hình như là cổng trời chỗ này là cũng không có người anh em ơi, ê truy nã Lâm ơi. Biết rồi anh hai ơi. Ok anh em ơi, truy nã nữa xem là còn ai không. Ui vãi nồi thiếu 100 xu, trời ơi là trời, thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. À, bây giờ là bé Lâm phải cần kiếm 100 xu nữa anh em ơi. Nè, đằng này có xu nè anh hai ơi. Ê, có tiếng xe kìa Lâm ơi. Dạ, từ từ anh hai ơi. Hình như là có tiếng xe trước mặt bé Lâm ấy, chứ mình nghĩ là ở đây còn người anh em à. À, rồi. Ui, trước mặt kìa Lâm ơi. À, đây rồi. Thanh niên này chắc là đang chạy bo anh em à. Này, thì chạy bo này. Ui, vãi nồi 83 máu lên đầu này. Yếu quá anh hai ơi. Súng gì ta nói là nó ảo Machina Vinamilk thật sự luôn anh em ơi. Lên đầu mà có 80 mấy máu ấy. Đây rồi, em dí luôn. Ok, bé Lâm lên xe cũng như dí mấy thanh niên kia luôn anh em ơi. Ui, hình như có tiếng xe đây rồi. Ấy rồi. Rồi xong, thanh niên mà chạy xe mô tô nóc luôn anh em ơi. Còn lại thanh niên ở trên chiếc mặt bé Lâm này. Tự anh hai ơi. Nhảy xuống khô máu luôn. Đấy rồi, chơi, bắn nóc luôn. Ok, lẩm đồ luôn anh em ơi. Ê, phải nổi có một thanh niên bắn bé Lâm anh em ơi. Trời ơi, là trời, thanh niên này ảo ma kinh khủng luôn ấy. Đợi bé Lâm bắn yếu máu cũng như là nó bắn anh em à. Từ anh hai ơi, đếm hồi máu. Ok, anh thấy là nó công xuống rồi đó anh ơi. À, thấy rồi anh ơi, dặn cái cục đá. Sao mà đỡ được, xin vĩnh biệt cụ luôn. Ok, bây giờ là bé Lâm phải vô bo anh em ơi. Hiện tại là bo này mình thấy là cũng khá là đau rồi đây.
còn lại là 12 người trên bản đồ, tức là Bé Lâm là trừ ra nó còn lại 11 người anh em ơi. Rồi trận đấu này mà không tới 1 thì thôi, thứ gì mà chịu nổi thiệt sự luôn anh em à. Ok, mình nghĩ là Bé Lâm vô bo là sẽ có địch đó anh em ơi, bởi vì mình thấy là hồi nãy có một thanh niên nó chạy bo mà Bé Lâm chưa bắn anh em ơi. À, ê chứ mà Cà Lâm ơi. À đi rồi. À thanh niên này lên xe anh em à. Này thì lên xe à. Nè. À đù. Sao mà đỡ được. Trời ơi không trúng anh em ơi. Ui thanh niên kia chạy được rồi. Phải nồi vậy. Không sao anh em ơi. Bây giờ thì Bé Lâm là nó đang là kiểu top 9 rồi anh em à. À chắc là mình nghĩ là thanh niên kia chạy qua bên doanh trại rồi anh em ơi. Ở đây không có địch quá trời luôn nè anh hai. Mình thấy là bắn nhau quá trời dưới này luôn anh em ơi. À để xem là Bé Lâm chạy xuống là có thanh niên nào mà gọi là đón tiếp Bé Lâm không anh em à. Ui thanh niên Lâm là bây giờ đang cầm cái cây rổ da anh em ơi. Nói chung là cái này mình thấy là cũng khá là mạnh ấy. Anh em nào mà cuối game mà cầm cái rổ da này bắn là thề luôn đau quá trưởng luôn ấy. Hình như là cây rổ da này bây giờ mình thấy là nó nằm ở trong thính hay sao anh em ơi, chứ lụm ở ngoài không có. Đúng rồi đó anh hai ơi. À bây giờ để xem là có thanh niên nào ở đây không nha. Chuy nã luôn Lâm ơi. Dạ. Bé Lâm đang có 900 xu là chuy nã được anh em à. Rồi để xem là thanh niên đó ở đâu anh em ơi. À Bé Lâm mua giáp cái kiểu anh em à. Em nghĩ là chắc gần đây thôi. Sau lưng nữa Lâm ơi. À một thanh niên chạy lại cũng như là chạy xe tới luôn anh em ơi. Tới bên luôn anh hai ơi. Ha đu. Vậy nồi thanh niên này có gì mà trước mặt vậy? Sao mà đây rồi? Ui. Chữ châu vậy? Bắn một lần có 7-8 máu rồi anh em ơi. 3-4 máu luôn anh hai. Châu vãi nồi. Ê có một thanh niên bắn phóng lựu Lâm ơi. Hai người luôn. Từ từ bây giờ em kiếm một cái vị trí nào đó mà gọi là cách xa thanh niên này đi. Dạ. Mình nghĩ là kéo đầu nó là có thể là thắng được nó anh em ơi, chứ bắn giáp là có 3-4 máu. Vãi nồi thật sự luôn ấy. Đây rồi hết kỹ năng rồi. Ok, Bé Lâm cũng có một kill rồi. Ê phóng lựu Lâm ơi. Từ từ thấy rồi. Rồi xong rồi hết cứu rồi, thanh niên Lâm là còn một tí máu anh em ơi. Vãi nồi thanh niên đó có phóng lựu bắn đau qua chưởng luôn ấy. Đúng đó anh hai ơi, đang bơm máu cái bắn vô viên luôn. Ok, bây giờ hồi máu lên đi. Hợp lý rồi anh em ơi. Bây giờ em sẽ kiếm người bắn phóng lựu hồi nãy. À, ơi sau lưng Lâm ơi. À đây rồi. À thanh niên này ui ôi Skyler luôn kìa, vãi nồi vậy. Từ từ thấy rồi. Thanh niên này là chắc là mình nghĩ là không phải là thanh niên bắn phóng lựu hồi nãy đâu anh em ơi. Nếu như mà phóng lựu là nãy giờ nó cho Bé Lâm một viên một thôi là xin dính biệt cụ luôn rồi đấy. Em nghĩ là hết đạn phóng lựu rồi anh hai ơi. Bé Lâm hiện tại là nó đang có giáp 3 anh em ơi. À lại là bom phá keo anh em à. À sáu nhà này nè anh hai ơi. Ê giáp chống nổ rồi Lâm ơi. Ở đâu vậy anh hai? Đó hầm sát đó. À đây rồi. Thanh niên Lâm nẻo mau trưởng anh em ơi, đi ngang không thấy giáp chống nổ luôn ấy. Ui xe đẹp vậy. Ừ đẹp thiệt anh hai ơi. Trận ú trời, xe nhìn nẻo mau với trưởng anh em ơi. Ok, chắc là mình nghĩ là thanh niên mà vừa bắn Bé Lâm á là nó đang trước mặt Bé Lâm là canh Bé Lâm anh em ơi. Không, nghĩ là vòng vòng đây anh hai ơi. Từ từ, bây giờ em di chuyển cũng như là quan sát kỹ nha, thôi nó bắn một cái là thôi khỏi đỡ tay luôn ấy. Biết rồi anh hai ơi. À, trước mặt đây anh em ơi. Đang chạy lên đòi nè anh hai ơi. À, chắc mình nghĩ là thanh niên này là thanh niên mà bắn Bé Lâm anh em ơi. Nhưng mà thanh niên này hình như là chạy lên đây cũng như ke rồi anh em à. Từ từ, là anh hai ơi. Mình nghĩ là thanh niên Lâm này phải cần chạy bo anh em ơi. Nếu như mà không chạy bo bây giờ là khả năng cao là nó bị kẹp bo là toan ấy anh em à, với lại bị ke bo á. Em sợ bị ke bo quá anh hai ơi. À bo này nói chung là cũng khá là đau nha, bình tĩnh Lâm ơi. Dạ. Ok, mình nghĩ là thanh niên kia chắc là núp sau gốc cây rồi. Ê từ 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 Lâm ơi, thanh niên Lâm là còn 4 trái keo anh em à. À cần đấy. Đây rồi, bây giờ em sẽ công lên đây có tiếng súng nè anh hai ơi. Mình thấy là có một tiếng súng bắn trên biển quảng cáo sao anh em ơi, hay là ở sau cái xe này này. Rồi xong. Ở đây không có là chắc chắn là nó trên cái biển quảng cáo rồi anh em à. Từ từ anh hai ơi, có người vừa bắn em. Hình như là thanh niên đó đang đứng ở trên biển quảng cáo cũng như là bắn súng anh em ơi. Nhưng mà mình không biết là làm sao mà nó có súng cũng như lên được đó luôn ấy. Vãi nồi thật sự luôn. Ok, bây giờ anh nghĩ là em qua bên cái nhà này là uy tín rồi Lâm ơi. Dạ. Ok anh em ơi, qua cái nhà này cho an toàn anh em à. Mình thấy là trên biển quảng cáo là có người với lại trước mặt với Lâm với lại là phía sau lưng với Lâm nữa anh em ơi. À, để xem là có thanh niên nào mà công qua cũng như là cho một phát một xin dính biệt cụ luôn anh em à. Đây rồi, phai lên giờ heo. Á đu, ném thiệt hả mày. Đây rồi. Trời gấu là trời, thanh niên kia là ăn hai trái phai lên giò heo. Rồi xong đặt keo rồi anh em ơi. Công lên luôn Lâm ơi. Từ từ anh hai ơi. Ui bom keo với Lâm bị đục rồi anh em ơi. Đây rồi, thanh niên này cũng có lựu đạn ném lại anh em à. Em công lên luôn. Đây rồi, sao mà đã được. Ui cháu vậy. Phải nội có mấy máu vậy. Đây rồi. Hết sọt. Ê, rồi xong vãi nồi. Từ từ. Ê rồi, hết cứu luôn rồi anh em ơi. Tiếc thật sự luôn ấy. Thanh niên này đúng kiểu là chúa tể cơ hội luôn anh em à. Ok, trận đấu này thì được cộng là 33 điểm anh em ơi. Không sao, nói chung là 33 điểm là cũng uy tín rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Đừng quên là cho Bé Lâm xin một like cũng như là đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye.